Kính chào quý nhà nông, trong những năm qua thì việc đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đã thúc đẩy năng suất chất lượng nông sản hàng hóa tăng đáng kể, có phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn và trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các giống lúa chất lượng cao. Và bên cạnh những kết quả đạt được thì sản xuất lúa gạo của Bình Phước còn gặp nhiều khó khăn hạn chế như là quy mô sản xuất hộ nông dân nhỏ lẻ, rồi diện tích đất nông hộ thấp, sản xuất chưa theo sát yêu cầu từ thị trường, sử dụng giống chất lượng thấp còn nhiều, sử dụng nhiều loại giống trên cùng cánh đồng, chất lượng vật tư đầu vào chưa được quản lý tốt, nông dân thì còn sản xuất lúa theo tập quán, tỷ lệ nông dân áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt vẫn còn thấp, và đặc biệt là còn có một thách thức mà người sản xuất lúa đang gặp phải như là thiên tai, dịch bệnh cũng ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất của lúa gạo. Vì vậy mà chương trình Nhà Nông Làm Giàu cùng An Nông kỳ này cũng đã chọn chủ đề giải pháp gia tăng chất lượng cây lúa, để mà cho tất cả quý vị chúng ta có thêm thật nhiều những cái kinh nghiệm trong cái việc mà sản xuất cũng như là canh tác lúa. Và xin được giới thiệu đến tất cả quý vị hai vị diễn giả rất là quen thuộc của chương trình ngày hôm nay, đó chính là tiến sĩ Hồ Văn Chiến, nguyên giám đốc Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam. Xin được giới thiệu đến tất cả quý vị doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy, tổng giám đốc tập đoàn An Nông. Cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn tập đoàn An Nông cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Có thâm niên hơn 30 năm trồng lúa, hộ ông Lương Văn Bào là một trong những gia đình gắn bó nhất với cây lúa trên mảnh đất Đăng Hà. Diện tích canh tác chỉ 1 hecta nhưng năng suất mỗi vụ ông cũng thu được 7 tấn. Năm nay ông trồng giống đài thơm 8, ít sâu bệnh, chỉ mất 100 ngày là cho thu hoạch. Không chỉ năng suất cao mà giá bán cũng cao hơn so với các loại lúa trước đây, chưa kể việc tiêu thụ cũng rất nhanh chóng. Theo kinh nghiệm của ông Bào, để cây lúa cho năng suất cao, ngoài chọn giống đúng, nhà nông đã phải áp dụng nhiều biện pháp trong canh tác như quản lý dịch hại tổng hợp IPM, thực hiện chương trình 3 giảm 3 tăng, sử dụng thuốc sinh học để bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe người trực tiếp canh tác trên đồng ruộng và người tiêu dùng, từ đó góp phần bảo vệ năng suất cây trồng, nâng cao giá trị sản phẩm. Quan trọng nhất thì lúc mình phải được khoảng 1 tháng lấy vào chăm nó, đến chuẩn bị nó chủ bông, ra bông ấy, mình phải xịt thuốc kích thích chẳng hạn cho nó ra nó đều, hoặc là bón phân được tốt thì nó sẽ kết quả. Sau đó làm đồng thì 1 tháng mình phải phân một lần, hoặc là 2 tháng mình phải 1 lần nữa. Đón đồng chuẩn bị ra bông mình phải 1 lần nữa thì nó có chứ, có chỗ bông được à. Trước đây nhiều người trồng lúa ở Đăng Hà quen với sản xuất theo kiểu truyền thống, thường xuyên lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Từ đó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn mất một khoản chi phí khá lớn vào cây lúa. Để thay đổi thói quen của người nông dân, những năm qua chính quyền địa phương nơi đây đã định hướng nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng sản phẩm cây lúa. Dân mình hồi xưa thì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với cái phân hóa học nhiều quá, cái đất nó cằn rồi, thì bây giờ là chỗ bà con bây giờ cũng chuyển sang cái phân hữu cơ sinh học để tạo lại cái đất xốp lại, cải tạo lại, thì mong sao thì cái năng suất thì nó mới cao lên được. Cái sâu bệnh hại thì bây giờ thì nói chung là nó cũng tùy từng vụ thôi, nó không là vụ nào mà là, nhưng mà cái đã ôn lúa nó bị nhiều, sâu là nó ít rồi nhưng mà chất của đất của mình nó phèn nhiều quá, nó hay bị cái rễ nó bị thối. Thì tôi con bây giờ làm sao là có cái chương trình gì để hướng dẫn bà con xử lý cái chất phèn ở ruộng ấy, để tạo lại cái đất để cây lúa nó hiệu quả hơn. Ốc bâu vàng nó lợi hại lắm, phải là con chuột, phải thường xuyên để coi nó mới được. Coi nó thì nó ăn hết cả bãi, mình không để ý thì có ghi là không được, cạt đấy. Toàn xã Đăng Hà hiện có 500 hecta lúa, mỗi năm trồng được 2 đến 3 vụ. Từ khi sản xuất theo hướng hữu cơ, cây lúa vẫn sinh trưởng rất tốt, chi phí phân bón, nhân công chăm sóc giảm đáng kể, thu nhập người dân tăng lên. Với giống lúa mới và quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, nông dân Đăng Hà đang sống khỏe nhờ cây lúa. Út ơi, mày ngồi đó cười cười hoài vậy ông? Chuyện này trúng cái là em
cưới lớn luôn đó hai. Dụ gì hấp dẫn nói ngay nghe coi. Nếu như mình chỉ sử dụng phòng leo lét hạt an nông viên không á thì chưa đủ để cho lúa trúng mùa đâu. Mình phải kết hợp thêm xịt siêu việt thì như vậy á mới vô được hạt lúa nó chắc và to hơn đó hai. Mình dùng an nông viên phòng trị leo lét hạt rồi cái siêu việt để cho cái hạt lúa nó chắc vàng đúng không? Phòng chống leo lét hạt hại lúa, dùng an nông viên và siêu việt để hạt lúa vàng sáng chắc hạt. Qua phóng sự vừa rồi cũng đã cung cấp cho chúng ta cái thông tin là trung bình 1 hecta lúa thì bà con nông dân ở xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng thu được là 7 tấn lúa. Vậy thì câu hỏi đầu tiên là như thế này. Thưa tiến sĩ Hồ Chiến, với năng suất mà dự hiện chia sẻ cũng như là bà con nông dân chia sẻ qua cái phóng sự vừa rồi là 7 tấn 1 hecta đó, vậy thì đã đạt năng suất chưa? Và cái yếu tố nào quyết định đến năng suất lúa hả tiến sĩ Hồ Chiến? Cảm ơn Diệu Hiền. Thì nếu nói như là cái yếu tố ảnh hưởng về cái năng suất lúa đó bà con, thì chúng ta thấy là có rất là nhiều cái yếu tố, thí dụ như là cái hữu sinh gồm có cái sâu bệnh, rồi cái vô sinh gồm có nhiệt độ, rồi ánh sáng. Thì chúng ta thấy là nếu cái yếu tố mà ảnh hưởng về sâu bệnh và cái ánh sáng mà chúng ta thu hoạch được 7 tấn thì rất là tốt rồi. 7 tấn mà trên 1 hecta thì chúng ta thấy là nếu mà bình quân mà một huyện mà được 7 tấn là cái vấn đề đó là quá tốt. Còn cái yếu tố giới hạn nữa bà con thấy là có ngoài cái vấn đề là cái nước thì cái hệ thống thủy nông nội đồng cũng rất là quan trọng. Nhiều khi cái hệ thống thủy nông chúng ta là nó hoàn chỉnh rồi nhưng mà chúng ta không có nước để vào bơm, không có nước mà để mà tưới thì đó là cũng là một cái vấn đề chúng ta thấy là nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái năng suất thu hoạch của chúng ta. Còn cái vấn đề nữa là cái phân bón thì chúng ta thấy là khi mà phân bón chúng ta phải bón cho nó đủ lượng rồi cái đủ loại nữa, cái loại và cái lượng bón phải rồi cái thời gian bón làm sao đó để cho nó phù hợp. Thì tôi hy vọng rằng là cái cách làm chúng ta nếu mà đủ nước, đủ phân rồi cái nữa cái thời gian bón phân nó hoàn chỉnh thì cái năng suất chúng ta sẽ tăng cao hơn. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, như vậy thì theo như chia sẻ của tiến sĩ Hồ Chiến thì có rất là nhiều những cái yếu tố để có thể quyết định đến năng suất lúa, trong đó có phân bón. Và phân bón có vai trò rất là quan trọng trong quá trình sinh trưởng của cây lúa và từ đó quyết định tới năng suất và chất lượng gạo. Về thì ở tập đoàn An Nông của mình có những cái sản phẩm phân bón nào chuyên cho cây lúa không chị? Chị nhớ cái bài hát là chị hai năm tấn quê ở Thái Bình. Ngày xưa năm tấn là quá chừng rồi ha. Là đồng Thái Bình là đồng bằng Bắc Bộ của mình đó. Nhưng bây giờ thì là chắc phải sáng tác bài hát là Bình Phước 7 tấn. Chưa sáng tác được. Nhưng mà ý là mình nói là bây giờ là nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật mà bà con nông dân mình năng suất ngày càng tăng. Và cái gạo thơm hồi nãy mà anh nói, anh Tám thơm hồi nãy đó cũng là một trong những cái loại gạo rất là ngon đó em. Chị cũng rất là thích loại gạo đó của vùng cao. Còn nói về cái phân bón đó, đúng là phân bón là yếu tố quyết định năng suất. Tuy nhiên không phải là mình bón vô nhiêu là cái phân mình, cái cây nó phải ăn bấy nhiêu. Đó là một cái bài học mà thầy giả định mà với chị thấy rất là hay mà nhớ rất là dai. Cho nó 100 kg bắt nó ăn hết, không phải đâu, không nghe lời mình đâu. Bởi vì sao? Bởi vì nó còn ảnh hưởng rất nhiều yếu tố. Ví dụ như đất chua pH thấp thì chúng ta phải làm sao nâng lên cho nó đúng với cái tầm của nó là khoảng là 6-7 gì đó là tốt nhất ha. Bằng cách là sao? Bằng cách là chúng ta bón vôi, hoặc là chúng ta từ đầu chúng ta đã sử dụng Hasake và Genki. Thì Bích Thủy nói đó là Hasake và Genki là một loại phân bón được nhập khẩu từ Nhật Bản ha. Nó làm cho cái vi sinh vật trong đất nó hoạt động tốt, vi sinh vật mà có lợi hoạt động tốt nè, rồi nó làm cho cái bộ rễ phát triển tốt. Thì từ đó cái phân bón mình bón vô thì cây nó mới tiêu thụ hấp thụ tốt và để có được một cái kết quả tốt cho cái cây trồng của mình ha. Một vấn đề nữa mà rất là quan trọng đó là trung vi lượng cho cây trồng. Như Bích Thủy nói, nếu như mình chỉ ấn định NPK không thôi, giống như là ăn cơm với muối hay là ăn cơm với một cái món bình thường thôi, nhưng mà bây giờ nè, amino vô nè, thịt bò bít tết nè, cứng cây vô nè, là coi như là nhiều loại rau củ khác. Nó nghĩa là cái làm cho cái bữa ăn của mình nó thịnh soạn hơn và cái người dùng cái bữa ăn đó người ta phải enjoy hơn, người ta ăn nhiều hơn, người ta khỏe mạnh hơn đó. Thì đây Bích Thủy chỉ nói cho bà con nghe thôi, nhưng mà trước khi bà con á
cẩn thận thì là chúng ta phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, và nhớ tất cả các loại phân bón hay là cái thuốc mà nó có dạng sữa đó thì bà con phải lắc đều trước khi sử dụng, chứ không có mấy món nó bón cục ở dưới đó, ở trên thì nó không đủ. Do đó chúng ta lưu ý khi sử dụng thì phải đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất nha bà con. Dạ xin cảm ơn. Dạ xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là những sản phẩm mà doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy vừa hướng dẫn cũng như là giới thiệu đến tất cả quý vị và bà con nông dân. Và được biết là khác với mỗi những cái khu vực khác nhau, ví dụ như là ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì lúa thường được gieo sạ đồng loạt, ở Bình Phước thì lại được gieo nhiều trà khác nhau vì là tùy thuộc vào địa hình lượng nước. Bên cạnh đó việc chọn giống gieo cũng khác nhau nữa. Và để cây lúa có thể phát triển bền vững thì tiến sĩ Hồ Chiến có thể nói rõ hơn về cái giống lúa, vai trò của giống lúa, và bên cạnh đó thì những cái giống lúa nào nó phù hợp với vùng cao Bình Phước của tụi em ạ? Theo tôi nắm được cái thông tin đó bà con, thì các cái giống thí dụ như là cái OM 4900 rồi 5451 đài thơm 8 ST24 ST25 thì chúng ta thấy là những cái giống đó nó có mặt ở Bình Phước và nó đã chứng minh là phù hợp với cái điều kiện khí hậu cũng như là thổ nhưỡng. Và chúng ta thấy là nếu mà cho cái năng suất tối đa thì chúng ta còn có nhiều các cái yếu tố khác để mà tác động thêm nữa. Xét về cái mặt là vấn đề là canh tác mà lúa nó bền vững đó bà con, thì chúng ta phải có cái gọi là cái cơ cấu giống hợp lý, và chúng ta phải là có cái sự đa dạng về giống. Chúng ta không thể là trồng một cái loại giống một, tại vì cái cơ chế mà độc canh đó bà con rất rủi ro, nó không có cái sự bền vững. Dạ xin cảm ơn bà con. Dạ cảm ơn những gợi ý của tiến sĩ Hồ Chiến. Vậy thì muốn có cây lúa khỏe thì phải có hạt giống tốt rồi khỏe mạnh. Gieo trồng hạt giống khỏe có chất lượng cao là điều kiện cần thiết để mà cây lúa có thể gieo trồng, chịu đựng và vượt qua được những biến động của điều kiện thời tiết bất lợi và những điều kiện bất thuận bên ngoài, từ đó mới có thể là cho năng suất cao và gia tăng cái chất lượng lúa gạo, nhất là khi mà gạo chúng ta là đang có cơ hội để xuất khẩu rất là lớn. Vậy thì giống cũng là quan trọng, nhưng mà theo kinh nghiệm của bà con nông dân á thì cho rằng là giống chỉ xếp thứ tư thôi ạ. Có nghĩa là cái câu là nhất nước, nhị phân, tam cần, tứ giống. Nghĩa là trong canh tác cây lúa chú ý đến chất lượng giống không thôi thì chưa đủ. Đúng không chị Thủy? Theo chị thấy là từng giai đoạn lịch sử nó sẽ có một cái sự thay đổi khác nhau. Ví dụ trước kia ông cha ta thì đã trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi canh tác gạo để rút ra được một cái kinh nghiệm như vậy. Tuy nhiên bây giờ chúng ta từ từ để phân tích xem như thế nào nha. Bây giờ cái giai đoạn trồng lúa mà lúa mùa thì là cái giống lúa này nó dài ngày và nó mẫn cảm với quang kỳ, và mỗi năm nó chỉ có một vụ thôi. Lúa mùa thì kéo dài nhiều tháng mà ha. Còn chúng ta sẽ có thể trồng ở tháng 4 khi mưa xuống, và cũng có thể trồng ở tháng 6 hay tháng 7. Cuối cùng lúa chỉ trổ vào tháng 11. Ha. Thì như vậy thì là chúng ta thấy thì là nước ít, thì lúc đó ta chú ý tới nước, đúng không? Nhưng mà từ khi mà cái viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế được thành lập từ năm 1966, lâu dữ à, năm mươi mấy năm anh ha, thì giống lúa ngắn ngày lại đưa được vào trong cái sản xuất của mình. Và đặc biệt là Bích Thủy thấy là gạo mà xuất khẩu là gạo lúa ngắn ngày. Yeah. Bởi vì là mà nếu một năm mà xuất được có một lần chắc chết đói quá. Nên là cái sự mà tiến triển khoa học kỹ thuật thì lúa một mùa không còn được sản xuất nhiều, mà là lúa ngắn ngày đưa vào sản xuất ha. Thì chúng ta thấy rằng là nó làm như vậy thì là đâu phải lúc nào cũng chờ mưa mới làm, có khi không mưa vẫn làm như vậy. Lúc đó chúng ta thấy là nhức nước, mùa khô mà sản xuất mà không có nước thì thôi chết rồi. Thì lúc đó chúng ta lại quan trọng đến hệ thống thủy nông ha. Thì ở lúc này á thì là cây lúa mình trồng nó trái nghịch mùa, nó phải cần nước, cần phân. Thì lúc này Bích Thủy thấy phân cũng khá là quan trọng. Bây giờ là mình lại đổi lên là nhất phân nhì nước. Nói chung là theo chị thấy là nó tùy theo cái giai đoạn, tùy cái theo thời kỳ và tùy theo cái giống lúa của mình để mình sắp xếp lại. Ví dụ như vùng cao của em mùa khô không có nước, không có cây gì sống, đừng nói cây lúa, như vậy lúc đó là mình lại thấy nhất nước. Yeah. Đúng không? Mà lúc mà có những cái loại mà ở đất thì nó bình thường đi, cây bình thường được các thứ, mà mực thủy cấp nó tốt, nước tưới nó cũng dễ dàng, thì lúc đó chúng ta nghĩ tới cái chuyện gì, làm sao cho cây nó tốt thì là phải là nhất phân. Yeah.
Đó, cái này là chú Chiến nói suối chị nói đó nha, chứ không nhiều người mấy cái lão tiên tri nói trời con nhỏ này nó không biết gì chứ nó nói bậy, nhưng mà thiện phải nói bậy. Mà mình nói đây là mình không có đặt ra một cái câu mà gọi là cái câu đó là gọi là cái câu mà ca dao tục ngữ để người ta nghe theo, mà mình chỉ muốn nói rằng là từng giai đoạn từng địa phương để mình dùng ba cái cần, là cần phân, cần nước, cần giống và cần cái sự mà siêng năng quan tâm của mình, nó sẽ sắp xếp theo từng thứ tự. Ví dụ như bây giờ nè, tâm cần là cần gì, cần quan tâm, cần chăm sóc rồi này nọ, thì không phải như ngày xưa mà chúng ta chỉ đi coi ruộng rồi coi sâu rồi nọ, nhưng bây giờ nó có những cái quy trình. Ví dụ như IBM là một trong những cái tiến bộ, chứ ngày xưa ông cha mình đâu có. Rồi mình đi thăm phòng thường xuyên, rồi phát hiện ra sâu bệnh rồi mình sẽ xử lý ha. Và đặc biệt khi mà sâu bệnh nó cũng lệ thuộc vào cái giống rất là nhiều. Ví dụ như giống kháng đậu ôn phải không anh, thì nó lại không có bị bệnh đậu ôn. Mà kháng giống mà nó khỏe thì nó lại cũng kháng được một số bệnh như sâu bệnh như bò trĩ. Thì lúc này chúng ta thấy là cái giống nó cũng quan trọng. Nói túm lại thì chị thấy là không có phân biệt nhất gì ba tam tứ gì chân, mà bốn cái vấn đề đó là bốn vấn đề nhà nông cần phải nắm vững để mà mình canh tác làm sao cho nó đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và nhớ rằng trong phân bón đừng quên phân hữu cơ của Bích Thủy là được rồi. Dạ, dạ, chắc chắn là không quên. Dạ, khi cây lúa của mình nó ở trong quá trình phát triển bự rồi đó, thì cái đường dẫn từ rễ lên trên cây thì nó sẽ chậm, mà chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng thì chúng ta dùng phân qua lá, trong đó có là amino mix nè, rồi kali cao nè, canxi nè. Nói túm lại bà con ơi, canh tác thông minh, sản xuất thông minh là biết ứng dụng những cái khoa học kỹ thuật làm sao cho bảo vệ mùa màng và tăng năng suất cây trồng. Mà cái sự sắp đặt trước sau đó là tùy theo tình hình, theo Bích Thủy nghĩ là như vậy. Và các nhà khoa học và ngành chức năng cũng thường hay nói là giải pháp dinh dưỡng đúng là giúp cho bà con nông dân có thể giảm chi phí nè, tăng năng suất và lợi nhuận khi mà cho bà con nông dân trồng lúa. Tuy nhiên thì nhiều bà con vẫn chưa có thể hiểu đúng như thế nào là giải pháp đúng để mình có thể là mình giảm chi phí rồi tăng năng suất lợi nhuận. Vậy thì tiến sĩ Hồ Chiến có thể giải thích cho bà con nông dân hiểu rõ hơn không ạ? Chúng ta muốn có được cái giải pháp đúng đó bà con. Thường thường chúng ta nói là phun thuốc bốn đúng, mà chúng ta không biết là cái giải pháp đúng là như thế nào. Thì cái giải pháp đúng đó là nó không phải là tách ra, mà chúng ta thấy là nó nguyên một cái chuỗi giải pháp. Chứ là không có tách ra cái chuỗi giải pháp nào hết, từ cái vật tư nè, rồi cái đầu tư vô cái phân bón, tức là cái vật tư đó, rồi ngay cả có quản lý nước, rồi quản lý dịch hại vân vân. Thì nói chung cái vấn đề chúng ta thấy gọi là canh tác thông minh là đúng hơn, tức là chúng ta phải đầu tư làm sao để cho có cái lợi nhuận cao nhất. Riêng về cái phần quản lý dịch hại đó, bà con chúng ta thấy là chúng ta thường thường nói về cái hiệu quả về kỹ thuật thôi, chúng ta ít có khi nào nói về hiệu quả kinh tế. Khi mà chúng ta thấy ông nông dân ông mua thuốc ông phun đó là ông muốn làm sao diệt được cái con sâu hoặc là diệt được con bệnh thôi. Nhưng mà vấn đề là một vài con sâu cũng lá nhỏ nó không quan trọng. Rồi chúng ta mua thuốc chúng ta phun như vậy là không có hiệu quả kinh tế. Thành ra vấn đề ở đây chúng ta phải là chú ý lấy cái hiệu quả kinh tế. Thì khi mà làm mà có cái hiệu quả kinh tế thì bà con thấy này, thí dụ như giờ một vài cái vết bệnh thì chúng ta thấy không cần phun, nhưng mà cái bệnh đau ôn khi mà nó xuất hiện là sao, nó liên tục phát triển luôn, thì vậy là chúng ta phải ngăn chặn ngay. Chúng ta phải ngăn chặn ngay. Còn cái bệnh đậu ôn ở trên cái lá, trên cái lá thì nó khác ở trên cái cổ bông. Cái cổ bông mà chúng ta đợi cho nó mà nó xuất hiện rồi là chúng ta thấy là không kịp nữa. Do vậy mà chúng ta phải tùy theo cái điều kiện và cái bệnh ở trên cái loại cây trồng mà chúng ta có cái đầu tư cho nó đúng. Thì về cái dinh dưỡng nói chung thì chúng ta thấy là cái phân đa lượng nè, vi lượng nè, thì chúng ta hiện nay chúng ta bón thừa cái kali nha bà con. Thì cái này tôi cũng thường nói ở trên các cái chương trình đó, tức là khi mà kali chúng ta bón thừa là sao, tức là kali bón đủ thì nó kháng bệnh, nhưng mà bón thừa là nó kéo cái đạm nitrat từ ở dưới rễ lên, thành ra cái con vi khuẩn Santomonas thì nó rất thích cái đạm nitrat. Như vậy là sao, chúng ta cuối cùng là chúng ta nên phun cái đạm mà có cái kali thì chúng ta thấy là nó không có bị bệnh nghi do con vi khuẩn nữa. Thì hai cái giai đoạn chúng ta thấy là khác nhau. Tôi xin nhắc lại là một cái giai đoạn để nhánh
thì cái đạo ôn nó khoái nhất là cái đạm ammonium. Còn nếu mà cái giai đoạn mà từ đồng tới trổ thì nó bị con vi khuẩn là nó khoái cái đạm nitrat kali. Do vậy mà chúng ta phải biết vận dụng làm sao chúng ta để cho nó đừng có bị bệnh cái đạo ôn nhiều mà cũng không có bị bệnh cái con vi khuẩn nhiều, thì chúng ta sẽ có được cái đầu tư gọi là thông minh, hợp lý và chúng ta sẽ có lợi nhuận cao. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, đối với sản xuất lúa thường xuyên là phải đối mặt với rất nhiều những cái dịch hại, rất là ít năm có sự an toàn, không phải tiến hành phòng trừ. Vậy thì không biết là chị Bích Thủy có bổ sung thêm gì về vấn đề mà tiến sĩ Hồ Chiến chia sẻ không ạ? Thì thầy nói thì nó liên quan cái những cái phần ở dưới đó, thì Bích Thủy có xin bổ sung sung đó là ví dụ như là chúng ta muốn là cây trồng của mình nó từ bản thân nó phải kháng được bệnh hay bản thân nó chống chọi được với dịch hại, thì đầu tiên chúng ta phải có sự hỗ trợ từ thiên nhiên, đó là thiên địch. Thì không phải là chúng ta vừa thấy dịch cái là bắt đầu dịch bệnh, ví dụ thấy bò trĩ đi, lật đật đi kiếm cái thuốc gì mà mạnh nhất, khỏe nhất rồi xịt vô cho chết bò trĩ, nhưng nó cũng chưa phải một cái biện pháp tốt gì, lúc đó nó kéo theo là chết luôn thiên địch. Trong khi lúc này chúng ta cần thiên địch để gì? Để hỗ trợ cho cây trồng của mình và bảo vệ cái hệ sinh thái. Thì lúc đó chúng ta phải chọn thuốc, là chúng ta chọn những gốc thuốc sinh học, nó diệt những con sâu bệnh nhưng mà nó bảo vệ được, hạn chế là tiêu diệt cái thiên địch đó. Thì là cái gốc như là azadirachtin nè, rồi vinup nè, vinup là azadirachtin cộng với lại abamectin, rồi hết sâu nè là gốc nididaline nè. Rồi chúng ta thấy rằng là đó là những cái thế hệ mới mà chúng ta ứng dụng vào bây giờ rất là tốt. Nhưng bà con chúng ta thì nóng vội lắm, chứ là thấy nó chậm cái là lo lắng. Nhưng mà bà con mới nhớ là mỗi cái loại thuốc nó sẽ có một cái tác động đến với cái sâu bệnh. Thí dụ như nididaline chúng ta thấy xịt vô sâu sao nó bơ, nó chưa chết nhưng mà nó không còn khả năng nữa, vì là nó bị ức chế hệ thần kinh của nó biến ăn và nó bỏ ăn, nó chết từ từ. Chúng ta thấy nó nhưng nó cũng không có gây hại nữa, thì vấn đề đó chúng ta cũng phải lưu ý. Ví dụ như thuốc chuột của anh, vừa rồi một số khách hàng nói em, chị Thủy ơi, chuột không có chết, trả thuốc lại. Nói, ủa chị, từ ngày em xài thuốc chuột, con chuột nó còn phá không? Nó hết phá rồi. Thì đó là nhờ thuốc chuột của chị. Nó ăn đi chỗ khác nó chết, mắc gì em phải thấy nó em mới chịu. Không được. Mà nếu mà con chuột chết tại chỗ không phải là một cái biện pháp tốt, vì con chuột nó khôn lắm. Nó nhìn thấy đồng đội nó chết, không bao giờ nó ăn mà ăn nữa. Nó gọi là nó nhát mồi anh hả? Đó, thì là một trong những cái như vậy đó. Thành ra là cái adisatin với Thủy cũng nói với các bạn rằng xịt vào đừng có thấy nó lật ra là hay đâu. Không phải thuốc mà vừa xịt vô quay lưng đi con sâu nó chết là rất độc, là thường là đã bị cấm hết rồi. Và như vậy thì nếu mà con sâu nó chết liền như vậy thì nó sẽ thiên địch chắc chắn cũng sẽ chết, và ngay cả sức khỏe của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó chúng ta lưu ý điều này nha. Rồi thí dụ như là bây giờ chúng ta đi ruộng đi, chúng ta thấy con rầy vừa nhìn thấy nó giác thuốc xịt liền cũng chưa phải, chúng ta phải từ từ ha. Thì cái thế hệ nó xuống, nó xà xuống ruộng mình là nó đẻ rồi, thế hệ thứ hai chúng ta mới thấy là nó quan trọng, và chúng ta bình tĩnh và chờ tuổi 1 đến tuổi 2 thì chúng ta phun. Và bây giờ các bạn cũng rất là gọi rất là thoải mái về cái việc sử dụng thuốc, là rất là nhiều loại thuốc tốt. Như trước đây chỉ có là BBMC á, em nhớ BBMC là Bassan ha, hay là Uplau thôi, những cái loại thuốc rất là đơn và rất là không có những cái mà vượt trội. Nhưng bây giờ có Nitemiram, có Bimetrozin, những cái gốc thuốc đó là những cái gốc thuốc diệt rầy rất là thông minh, rất là tốt. Và cộng lại với nhau cùng với lại Dilubenzuron thì là ức chế luôn cái thế hệ thứ hai. Có nghĩa là chúng ta phun vào thì chết những con rầy lớn, và những con rầy nhỏ cũng chết luôn, và trứng thì cũng không nở được. Rồi thầy cũng thường hay dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta theo dõi cái sâu. Nói ra ruộng thấy cái bọc bọc trứng sâu màu trắng trắng, không biết sâu hay là thiên địch. Chúng ta cứ xịt như vậy thì đó là rất là nguy hiểm, mà mang về, bỏ vô cái ly, bỏ một cái bông gòn nước vào, đậy lại và theo dõi vài ngày. Nếu nở ra con nhện thì đó là thiên địch, không cần phải xịt. Nhưng là con sâu thì lúc đó chúng ta bắt đầu đi xịt nha. Xin cảm ơn bà con. Dạ vâng ạ. Vậy thì Duyên thấy rằng là nông dân trồng lúa cũng đang đối diện với rất là nhiều những cái thách thức về biến đổi khí hậu nè, rồi sâu bệnh hại gia tăng. Theo bà con thì khi cây ở giai đoạn trổ đồng á, thì có dấu hiệu nhiễm bệnh khô phần và bệnh lem lép hạt. Vậy thì làm thế nào để bà con nông dân có thể phát hiện sớm để mà phòng trừ cái bệnh khô phần rồi lem lép hạt lúa trong cái giai đoạn này hả tiến sĩ Hồ Chiến? Thí dụ như cái bệnh khô vàng, khi mà nắng nóng thì thường thường cái
cái bệnh khô vàng thì nó ít phát triển hơn. Còn nếu mưa thì cái bệnh khô vàng nó sẽ phát triển nhiều. Như vậy là chúng ta phải dựa theo cái điều kiện của nó phát triển mà chúng ta tìm cái cách ngăn chặn, phòng trị cho nó hiệu quả. Tôi lấy thí dụ như vậy, chúng ta rút nước thì không có tạo điều kiện cho cái nước nó sẽ nổi trôi, nó đi nhiều ở nơi ở trên ruộng và nó gây hại. Còn cái con thiên địch, thí dụ như giờ cái con thiên địch thì cái con nào là cái con côn trùng có ích, thì cái con côn trùng có ích thì chúng ta biết rồi, nó cũng là cái con côn trùng. Và nếu mà mình nói là cái con sâu hại mà có cái điều kiện mà nó rút ngắn cái vòng đời của nó lại đó bà con, thì cái con thiên địch, tức là cái con côn trùng có ích, nó cũng vẫn rút ngắn cái vòng đời nó lại. Như vậy chúng ta thấy là nó vẫn theo cái con gây hại mà nó tấn công. Như vậy chúng ta không có sợ. Và chúng ta thấy là cái gì? Khi mà chúng ta biết được cái điều kiện biến đổi khí hậu á, thì chúng ta phải nắm được cho nó tốt cái đối tượng nào và nó phát triển ra sao. Chúng ta dùng cái thuốc hóa học hoặc là cái thuốc sinh học. Vậy thì cái biện pháp phòng trị bệnh khô vàng với lại bệnh lem đép hạt như thế nào hả chị Thủy? Hồi nãy thì thầy có nói mình sử dụng cái thuốc sinh học á cho cái bệnh khô vàng, đó là cái Clindamycin á. Vậy nhưng mà đặc biệt là cái bệnh khô vàng này, trước tiên chúng ta là đừng có để cái mực nước thủy cấp nó cao và không giữ nước nhiều trong ruộng. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại thuốc sinh học. Ngoài ra thì là cái loại thuốc hóa học mà xử lý cái này rất là nhanh. Thật ra cái bệnh này em thấy dễ trị anh. Ví dụ như Vatino nè cũng xài được nè, hay là Tin Italy Super cũng xài được. Rồi có bệnh đạo ôn cổ bông á, thì nãy thầy cũng nói rõ là đạo ôn cổ bông là phải xịt phòng, đừng có để mà nó nhiễm bệnh rồi thì là những cái dế lúa của mình và những cái đường dẫn dinh dưỡng nó sẽ bị tắt liền. Và hiện nay mà cái sản phẩm mà Bích Thủy thấy là bà con chúng ta tin dùng đó là Kitini, nó bao gồm GC. GC là một cái loại hoạt chất mà trước đây người ta thường hay sử dụng để mà xử lý cái bệnh đạo ôn cổ bông nè, với cái hàm lượng khoảng 75%. Rồi nhưng mà cái này nó là cái công thức rất là hay, là GC cộng với sunfua rồi cộng với phenosanin nữa, do đó là nó sẽ là khi mà phun vô thì nó khoanh dùng cái vết bệnh, nó không làm cho bào tử của vết bệnh nó phóng thích ra ngoài thị trường, qua ra ngoài không khí để mà lây nhiễm cho cái cây khác. Rồi trong giai đoạn này là chúng ta còn phải xử lý gì? Lem lép hạt. Lem lép hạt thì phải thủy chỉ các bạn rất là đơn giản, dùng cái hexaconazole là rẻ tiền nhất. Tức là cái Anovin. Nhưng mà đừng có quên là cộng với siêu việt nha. Siêu việt là một cái loại chất dinh dưỡng giúp cho cái hạt lúa mình nó vô hạt nhanh. Với lúc ngậm sữa đó chúng ta phun vô thì nó vô hạt rất là tốt. Như vậy thì chúng ta cộng Anovin cộng với lại là cái siêu việt. Mà nãy giờ chúng ta thấy quá trời bệnh đúng không? Bệnh A, B, C, D, D, rồi thêm cái bệnh trái rì lá nữa, chúng ta phải dùng siêu khuẩn. Thì đối với cái nấm, nấm siêu khuẩn là trị khuẩn nha, trái rì lá. Còn nãy giờ quá nhiều cái nấm bệnh đúng không, thì chúng ta chỉ cần dùng cái Mifertop là hết liền, tại vì nó phổ tác cộng rộng. Do đó là Mifertop cộng với siêu khuẩn để phun xịt ở giai đoạn cuối thì Bích Thủy thấy an toàn nhất. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chia sẻ cũng như là hướng dẫn của chị Bích Thủy về cái loại bệnh vừa rồi. Còn bà con nông dân trồng lúa thì cũng rất là quan tâm đến những cái bệnh, ví dụ như là bệnh đạo ôn lá nè, cổ bông, bệnh bạc lá, đốm sọc do vi khuẩn, cũng là những cái bệnh làm giảm năng suất lúa. Vậy thì dấu hiệu của những loại bệnh này như thế nào và làm như thế nào để mình có thể phát hiện sớm những cái bệnh này trên cây lúa hả tiến sĩ Hồ Chiến? Chúng ta biết là nông dân chúng ta là làm ruộng rồi rất là lâu rồi, thành ra vấn đề là bệnh đạo ôn tôi nghĩ là bà con ai cũng biết hết trơn, rất là dễ. Còn cái con vi khuẩn cháy bì lá đó bà con, thì bà con cũng có thể là biết. Tại vì cái cháy bì lá nó rất dễ, là chúng ta thấy là nó cháy từ cái rìa lá nó cháy xuống, nó theo cái hình chữ V ngược đó, tức là nó tấn công từ cái bìa lá và chúng ta thấy có cái dấu hiệu này, nó khô cái mép lá đi và nó có cái dấu hiệu nữa là nó cái phiến lá nó gọi là gợn sóng. Tại vì cái con vi khuẩn này nó có làm cho cái dấu hiệu là gợn sóng. Còn cái con vi khuẩn mà sọc trong đó bà con, thì hiện nay là mới có xuất hiện một số vụ trước đây thôi. Thì bà con nên chú ý là cái con vi khuẩn sọc trong thì nó sẽ làm những cái dọc nước, tức là những cái giọt nước nó chạy dọc theo cái phiến lá.
và chúng ta đưa lên trên cái ánh sáng, chúng ta sẽ thấy là có cái chỗ là có nước, có chỗ không có chỗ nước. Và cái con vi khuẩn này thì giống như con vi khuẩn cháy bì lá là Santomonas, thì chúng ta chỉ phun cái thuốc trị vi khuẩn là được. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, vậy thì mình làm cách nào để mình có thể là hạn chế thiệt hại do bệnh đạo ôn lá, bệnh cổ bông và bệnh bạc lá đốm sọc do vi khuẩn gây ra hả chị Bích Thủy? Như vậy là chúng ta thấy là ở đây mình đang đề cập đến đạo ôn và vi khuẩn. Thì chúng ta phải nhớ bài này nè. Mừng An Nông vừa ra thuốc mới, đã có bi kín bảo vệ ruộng lúa đằng bông. Lúa đạo ôn hay bị vi khuẩn khỏi lo nữa nè. Đó. Thì tại vì cái sản phẩm này là cái bikin của tập đoàn nông đưa ra, chúng ta thấy có bismethiozone, đó là diệt khuẩn. Rồi trên đó chúng ta thấy có chisilazone, có sunfua nữa. Do đó Bích Thủy nghĩ là nếu như hai loại này thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái bikin là được rồi. Tuy nhiên ở đây em kê ra hàng loạt cái bệnh thì gọi là tạp nhiễm, thì chúng ta lại sử dụng cái mifaprop, chúng ta lại nguyên mifaprop này có hai gốc, azithromycin và difenoconazole, thì nó đặc trị đạo ôn nè. Trong quá trình mà nó bị tạp nhiễm á thì chúng ta sử dụng cái mifaprop, nó có hai gốc là azithromycin và difenoconazole. Đối với cái đạo ôn thì cái này xử lý rất là hay. Chúng ta thấy rằng là khi mà cái tế bào nó bám vào cái lá một cái là azithromycin nó sẽ hạn chế tối đa cái chân rết của cái tế bào để bám vô đó ha, và như vậy là nó không có nảy mầm được, nó chưa kịp xuất hiện cái đốm thông kim thì nó đã bị diệt rồi ha. Còn difenoconazole thì sao, lỡ như cái đốm nó đã bám vô rồi thì bắt đầu nó mới nảy chồi, nảy ra, nảy nở ra đó, thì là cái difenoconazole nó xử lý. Do đó chúng ta thấy cái mifaprop rất xử lý cái đạo ôn rất là tốt, nhưng mà vì nó mắc, nó mắc tiền, nên Bích Thủy là chỉ muốn chúng ta sử dụng đúng cái bệnh đạo ôn thôi, đó chính là cái Kitani. Nó có là phenosanin, chisilazone và sunfua, nó vừa trị và nó vừa ngăn ngừa được cái vết bệnh nữa. Thì trong đó Bích Thủy cũng nói sơ là cái phenosanin là một cái gốc mới mà nó tăng cường cái hệ kháng của cây và ức chế cái tổng hợp cái melanin á, là của cái sợi nấm á, thì sợi nấm nó sẽ chết. Rồi cái chisilazone thì ức chế cái tế bào nấm nảy mầm. Rồi sunfua thì nó lại là có lưu huỳnh làm ngăn cản cái việc mà nó nảy nở, rồi nó giống như làm khô cái vết bệnh vậy đó. Thì bà con chúng ta nhớ đó là chúng ta nên bón thêm cái vôi vào để tăng cái pH. Mà cái pH này thì ngay từ đầu chúng ta sử dụng cái sản phẩm Genki đã có rồi nha. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là trong quá trình mà cây lúa của mình nó thiếu cái lưu huỳnh, thì nó cái việc mà phun thuốc gốc lưu huỳnh để tạo ra cái kháng rất là tốt. Thì trong cái sunfua chúng ta nó có lưu huỳnh đó bà con. Và đối với hai những cái loại bệnh mà vừa rồi với Thủy nói, nó là nấm bệnh gây ra nha. Còn đối với vi khuẩn sọc trong hay là trái dày lá là cái nhóm Santomonas, thì chúng ta phải sử dụng siêu khuẩn. Và chúng ta có pha lại được hay không? Được, nhưng chúng ta nhớ pha siêu khuẩn một bên, pha mifaprop bên là hai cái ly trước, đổ vô cái bình. Chúng ta đừng pha trực tiếp hai cái loại thuốc, gì nó là muối hóa học mà có thể tương tác, nó tạo nhiệt, như là nó phân hủy cái thuốc của mình rồi. Thì cái vấn đề này cũng là vấn đề chúng ta cần phải quan tâm mà. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ, mọi cái vấn đề nếu mà bà con không hiểu hoặc là cần phải giải đáp thêm á, thì có thể là liên hệ với chị Bích Thủy thông qua số điện thoại là 0934779900, hoặc là lên trên cái thanh Google, cái thanh tìm kiếm trên Google, đánh vô An Nông thì chúng ta sẽ gặp nhau. Dạ. Rồi có một cái vấn đề là ngoài bệnh ra thì dịch hại cũng là đối tượng mà bà con nông dân cũng khá là quan tâm. Hiện thì rất nhiều những cái ruộng lúa ở Bình Phước xuất hiện rầy nâu, không phải là rầy phấn trắng đâu ạ, rầy lưng phấn trắng đâu. Bởi vì rầy lưng phấn trắng thì sống trên lúa lai của Trung Quốc, bên cạnh đó thì là nhện dế nè. Và vì sao cái đối tượng dịch hại này có chiều hướng gia tăng nhanh, bà con cần phải theo dõi xử lý đối tượng này như thế nào cho phù hợp và hiệu quả? Thì câu hỏi này thì Diệu Huyền sẽ dành gửi đến cho tiến sĩ Hồ Chiến. Cái con rầy phấn trắng thì hiện nay là nó xuất hiện khá nhiều ở trên cái lúa bình thường của chúng ta, và chúng ta cũng có cái cách phòng trị rồi. Còn cái con rầy nâu thì bà con mình biết đó là chúng ta quá nhiều cái kinh nghiệm để phòng trị cái con rầy nâu rồi. Khi con rầy nâu nó có cái cánh dài là nó bay đi, còn cái cánh ngắn thì nó không bay. Nó có cái dạng là cánh dài và cánh ngắn, và khi mà nó bay đi thì nó đến cái ruộng mới, nó bắt gặp và nó chích thúc cái dinh dưỡng của cây lúa. Thành ra chúng ta thấy là phòng trị, bà con mình thường thường phòng trị sai đi, và nó dễ dẫn đến cái gọi là cái hiện tượng là cháy rầy do con rầy nâu. Chúng ta phun không
có hiệu quả và chúng ta phun quá nhiều lần thì nó diệt cái thiên địch. Và như vậy là chúng ta thấy là cái thời điểm mà chúng ta phun sai á, thì cái con rầy nâu nó sẽ bùng phát lên và nó gây hại tới cái năng suất chúng ta rất rõ. Còn cái đối với con nhện giá thì chúng ta thấy rồi, tức là cái con nhện giá thì nó thường thường nó sống ở trên cái bẹ lúa, và từ cái giai đoạn lúa là đồng đồng trở về sau là nó xuất hiện cái con nhện giá rồi. Nhưng mà bà con mình hầu hết bà con mình phun cái giai đoạn cuối, tức là khi mà mật số nó rất cao bà con mình ý phun, thì cái đó là nó sai lầm và rất khó phun. Chúng ta điều tra có khoảng cái giai đoạn khoảng từ 45 cho tới 50 ngày vậy đó, thì chúng ta tìm thấy con nhện giá thì chúng ta sẽ phun cái thuốc trị nhện giá. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, và đối với hai cái loại dịch hại này thì bên tập đoàn mình có cái sản phẩm gì để giúp bà con có thể giải đáp được những cái khó khăn khúc mắc của mình không chị? Có chứ, nói chung là thuốc của tập đoàn nông thì có thể xử lý hết tất cả dịch hại. Nhưng mà chúng ta cũng phải phân tích xem là sử dụng loại nào thì hiệu quả tốt nhất. Thí dụ như vừa bị sâu vừa bị rầy mà cái mật độ ít đó, thì chúng ta dùng cái Bixen, và Bixen nó có cái khả năng xử lý luôn rầy và luôn sâu. Nhưng nếu như mà rầy nhiều quá thì chúng ta phải sử dụng loại đặc trị rầy. Và chúng ta phải nhớ là nói chung là cái ruộng nào cũng bị rầy hết trơn, mà ít hay nhiều, có những năm là nó trở thành dịch luôn, nhưng có những năm thì cũng lai rai thôi. Xin được cảm ơn phần tư vấn rất là nhiệt tình và của hai khách mời ngày hôm nay là tiến sĩ Hồ Chiến, doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy. Và để thay đổi không khí thì dường mời quý vị hãy cùng theo dõi tiểu phẩm do nhóm kịch Tình Ca Bắc Sơn của tập đoàn An Nông thực hiện. Ủa, trời, bỏ đây mà ta, đâu rồi ta? Sao còn gì tài liệu không vậy? Trời ơi, mén này đi đâu rồi ta? Trời ơi, một vụ đông xuân được 8 tấn, mỗi ký mình bán 6.500, tính ra là cũng lợi được hơn 100 triệu. Cục tiền bự gì cất dần dần nó mình sẽ nó mất tiêu rồi trời. Con mén này thiệt tình đi đâu giờ này chưa thấy về nữa thiệt. Anh Đen ơi. Gì vậy đâu ạ? Em đi chợ mới gì à? Đi chợ mới gì hả? Trời ơi, tao nói mày đi chợ á, mua rau đắng cả tao đồng về, đúng không? Để ăn giải nhiệt cái mùa nắng nóng. Mà chợ xã cách đây chưa đầy cây số, mày đi giờ này mày mới về. Ủa, sao bữa nay anh Đen lại vậy? Sao nôn em về dữ vậy? Nãy nó bụng mà. Nãy em đi qua bên chỗ má Năm á, em lấy mấy cái bài hát để tập cho hội nghị xã mình nè. Trời để ơi, em hát đúng. Anh nghe nha. Sâu rầy ơi sâu rầy phá hoại. Mày hát hát giờ này còn hát hát hò gì nữa. Ruộng á, đúng không? Hai mấy ngày nắng nóng, cây đã èo uột rồi, mà bây giờ tao còn thấy rầy nữa, đúng không? Nó mà nó chích vô một cái á là ruộng nó thành rơm, lúc đó nó cho mày hát 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 ở đó mà hát. Đó là chưa kể nha, tao để tiền tao cất ở nhà, tính lấy tiền đi mua thuốc, trả tiền thuốc cho người ta, mà bây giờ tiền đâu rồi không thấy gì chưa vậy? Thì mua thuốc thì trả tiền từ từ. Anh đang làm gì dữ vậy? Cái con này trời, nói chuyện vậy mới nói được. Tao thì có má nhà tao mét má rồi biết. Hôm qua tao đi thăm đồng thường lệ nha, thấy rầy rồi đó nha. Sáng nay mà lo mau mau mua thuốc về phun đi, chứ vài ngày nữa nó thành dịch đó, cho mày khóc tiếng miệng luôn đó. Ở đó mày nói hay quá. Em đâu có tiền nhà đâu mà anh kiếm. Trời, tiền cất nhà mà cất đâu? Đây nè, anh thấy cái gì chưa? Sổ tiết kiệm. Năm rồi mình bán lúa, vụ rồi mình bán lúa là được lời cả 100 triệu. Em cất tiền vô sổ tiết kiệm để tiền lời đi chợ thì vốn còn nguyên. Trời đất ơi, con nhỏ này thiệt tình bó tay với mày luôn. Mày á, gửi hết tiết kiệm, vậy bây giờ tiền đâu mà mua thuốc hả? Giờ tiền đâu tao đi mua siêu chết gì tao phun đầy. Không khéo ơi, muốn sổ tiết kiệm đó nha. Mày khóc tiếng miệng đi nha, vì này nó phá hết cái ruộng nhà mình cho biết. Anh khéo lo quá à. Để đúng em đó. Em rủ má Năm á đặt thuốc vị đề nâu của tập đoàn nông, mình mua nhiều, mình đặt hàng nhiều thì mình vừa mua giá gốc nè, vừa bảo đảm được thuốc nè, rồi vừa được nợ 30 ngày. Nhưng mà cái này mới nè, em phát hiện là siêu chết việc này tuyệt vời luôn anh Đen. Ê, tao nhớ nha, hồi hôm bữa đó nha, tao nhớ cô Chính hình như là cô Chính kỹ sư cũng có nói trên truyền hình đó là khuyến khích nông dân mình liên kết với nhau sản xuất cánh đồng lớn, đúng không?
rồi mua vật tư nông nghiệp chung với nhau thì công ty An Nông sẽ ưu đãi luôn á. Ê đúng không mày? Thôi. Còn chưa nói nghe. Còn ưu đãi nhiều nữa, thời ưu đãi thêm thời gian thanh toán, cho nên á tiền mình để trong ngân hàng đi, đúng không? Mình lấy tiền lời rồi mình thiếu công ty mình trả từ từ. Trời ơi. Thấy không? Mày thấy tao thông minh chưa? Thôi nhưng mày giờ gì nè, anh đang cho em biết đó là mỗi tháng mình cần mua những thuốc gì, trả tiền công ty làm sao, nói đi để em ghi vô, em ghi vô. Bây giờ mua siêu chết việc này nè, đúng không? Rồi mua cứng cây nè, để cho lúa không có bị ngã rạp khi thời tiết bất lợi đó, đúng không? Rồi mua thời điểm mang hạt thì có thể là mình mua cái gì cho nó vàng sát chắc hạt đó, mình nhớ không? Rồi gì nữa? Chứ thôi mà thôi, mua 2-3 loại chắc tầm chừng 10 triệu là xài cái vụ được rồi. Má thì là má. Ủa thích má? Gú, má thì má thích gú chết con. Gì gú chết má? Má thích gú chết hơn. Còn cứng cây thì cũng mua như cũ đi. Mua thêm cho má 20 bao Genki nữa. Má bón cho bưởi. Ủa má, hồi nãy á con thấy má mua cứng cây, giờ mua thêm gú chết rồi mua thêm Genki nữa hả má? À đúng rồi. Bà quên. Nên là má mới chạy qua liền nè, để con đặt hàng cho công ty. Ăn nông giao hàng một lượt, quá đơn giá trị cao thì thưởng sẽ nhiều hơn. Ồ, Genki. Má. Có phải là Genki là phân bón hữu cơ nhập khẩu từ Hàn Quốc của tập đoàn nông má? Đúng rồi. Hà là C là phân bón tốt. Hai bón ha cà xê, hứa hẹn vụ lúa bội thu, trái cây ngon hay rau sạch lá bán tăng giá nè. Hà cà xê đến từ Nhật nha, An Nông vẫn phân quá mọi nơi. Hà cà xê là phân bón hữu cơ. Hà cà xê hay Genki gì cũng được, hiện nay Genki ở tập đoàn nông á hết rồi, bây giờ đang là hàng về là hà cà xê nha. Rồi bây giờ chính nói nè, hồi nãy á chính thấy là Bình thì muốn lấy siêu chết, má Năm thì muốn lấy gút chết. Thì nói chung á, siêu chết là rầy chết như rạ, còn gút chết là rầy chết trong nháy mắt. Cô Chính mới tới hen nghe mà, má nghe tiến sĩ Hồ Chiến nói là rầy nâu rất là dễ kháng thuốc. Mình phải luân phiên thay đổi thuốc, rồi xài theo nguyên tắc 4 đúng thì phun rầy mới chết. Đúng không cô Chính? Đúng. Nhưng mà Chính ơi, con thấy trên truyền hình á, cô Chính nói là siêu chết nó có 3 hoạt chất, đúng, còn gút chết thì nó chỉ có 2 hoạt chất à. À vậy đơn giản nè, có nghĩa là siêu chết á gồm có là nitemiram, bimetrozin và diclofenuron. Thì nitemiram với bimetrozin là diệt rầy, còn diclofenuron là nó ung đứng rầy. Còn gút chết chỉ có 2 chất thôi, nhưng mà nitemiram nó nhiều để nó đủ ngưỡng diệt rầy, còn diclofenuron nó vẫn giữ vai trò là ung trứng, nên cái nào cũng tốt hết trơn á, mà đổi qua đổi lại cho nó đỡ kháng đó mà. Mày cho tao buồn cái viết coi. Vậy má bây giờ là con đặt siêu chết nha. Còn má là má đặt gút chết đúng không? Gút chết. Vậy con chốt đơn nha má. Vậy rồi, chốt đơn rồi. Má thích gút chết lắm. Con biết sao không? Vì á má nghe Bích Phượng hát ở trên đài đó. Bích Phượng hát luôn. Là bài siêu chết đó má. Siêu chết hay gút chết? Siêu chết. Trời dạ. Ơi. Vậy thôi kệ đi. Để ta. Chết đi. Rồi. Vậy cũng chết. Nhưng mà bài này má thuộc luôn đó. Mày hát đi má. À tới nha. Thường xuyên ta phải đi thăm đồng, tin rằng siêu chết thật là hay, ai nấy cũng đều khen. Tập đoàn An Nông đã làm ra thuốc tốt diệt rầy, dùng ngay siêu chết giúp cho rầy nâu tiêu hết. Ta nhớ phun đúng liều nhẹ để cây trồng nặng trái bông đầy. Trời ơi, má Nam hát hay ghê gì đó. Nhưng... hơi bị cao chút xíu nhờ má, sao? Má Nam hát cũng hơi hay vậy đó. Nhưng mà bây giờ vậy nè, mình phải qua làm thủ tục, bởi vì mình mua nợ mình phải ký hợp đồng nữa. Nên thôi bây giờ mình đi, mình qua tập đoàn nông đi, giờ này cũng phải 3 giờ rồi. Để chút xíu người ta hết giờ người ta nghỉ. Đấy, năm đã đem thêm tiền rồi. Chính quên nữa rồi. Gì nữa? Mình trước khi đi là mình phải có một cái khẩu hiệu mà Chính quên mất tiêu giờ. Nhớ rồi. An Nông chung sức cùng nhà nông. Vâng thưa quý vị, thời gian trôi qua rất là nhanh đúng không ạ? 45 phút của chương trình cũng vừa giúp tất cả quý vị có thể giải trí, giúp bà con nông dân có thêm thật nhiều những kiến thức, kinh nghiệm để có thể gia tăng chất lượng cây lúa, có mùa màng thắng lợi, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và phục vụ xuất khẩu.
Còn bây giờ thì Diệu Hiền cũng như là hai vị khách mời của chương trình xin được nói lời chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau vào lúc 17 giờ thứ bảy. Mua siêu chét là đầy chết như rạ mà không có chịu nghe để cãi tôi không hà. Không phải hai ơi, gút chét gầy chết trong nháy mắt tốt hơn đó hai. Gút chét chỉ có hai chất thôi, còn siêu chét ba chất, ba phải thắng hơn hai rồi. Không phải gì vậy, hai hay ba chất không có quan trọng, miễn sao cái nitemiran đủ ngưỡng là rầy chết sạch. Hai nổi gút chét đó mà thất mùa đó là chính phải đền cho hai nó nha. Mình chính đi siêu chét rầy chết như rạ, gút chét rầy chết trong nháy mắt. Sản phẩm trừ rầy của tập đoàn An Đông.